4 kiểu áo 2 dây kém duyên không nên mua vào mùa hè. Không phải kiểu áo 2 dây nào cũng sành điệu và trẻ trung như bạn tưởng tượng. Dù sở hữu phong dáng đơn giản nhưng áo 2 dây luôn được coi là ngôi sao của mùa hè. Kiểu áo này có thể kết hợp với nhiều item thời trang đa dạng, giúp chị em tôn được những đường nét mềm mại trên cơ thể. Thế nhưng không phải mẫu áo sơ mi nào cũng có thể giúp bạn trở nên có gu và sành điệu hơn. Trên thực tế có đến 4 kiểu áo 2 dây vừa lỗi mốt lại kém sang mà chị em không nên sắm về. Áo 2 dây vải nhún. Vài năm trước, áo 2 dây vải nhún được bán rất chạy trên thị trường. Chất liệu nhún mềm mại được sử dụng để mang đến vẻ ngoài bánh bèo, nhẹ nhàng cho người mặc. Tuy nhiên đến nay, kiểu áo này đã hết thời, vì vậy chị em không nên chi tiền để sở hữu cho dù chúng có rẻ đến mức nào. Áo 2 dây kẻ caro. Bên cạnh chú ý đến kiểu dáng, bạn cũng nên chú trọng vào họa tiết của trang phục. Và kiểu áo 2 dây họa tiết đầu tiên bạn không nên chi tiền chính là áo kẻ caro. Kiểu họa tiết này không còn thịnh hành trên thị trường như những năm trước. Khi diện áo 2 dây kẻ caro, chị em sẽ khó có thể lựa chọn được item ăn ý để kết hợp cùng. Thậm chí, nếu phối đồ không khéo bạn còn có thể khiến diện mạo của chính mình trở nên kém sang hơn trong mắt mọi người. Áo 2 dây chấm bi. Sau caro, chấm bi là mẫu họa tiết tiếp theo mà chị em cần tránh. Những chi tiết chấm bi dễ tạo cảm giác khó chịu cho người đối diện, ngoài ra chúng còn vô cùng lỗi thời và quê kiểng. Thay vì chọn áo 2 dây chấm bi, bạn có thể lựa chọn những chiếc áo hoa nhí nhẹ nhàng và bánh bèo, kiểu họa tiết không bao giờ lỗi mốt. Áo 2 dây ren. Mẫu áo 2 dây cuối cùng nên nhận ngay một vé đăng xuất khỏi shopping list của bạn chính là áo ren. Dù có form dáng tối giản nhưng các chi tiết phối ren rườm rà dễ làm bạn trông già dặn hơn so với tuổi thật. Ngoài ra, áo càng có nhiều chi tiết ren càng tạo cảm giác nóng nực và khó chịu khi diện vào mùa hè. Chính vì vậy, bạn nhất định không nên chi tiền để sắm về tủ đồ kiểu áo này.